Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2481, trò giỏi hơn thầy. Mạc Thiên Vấn tạm biệt mấy người anh em rồi tiếp tục đi về phía trước. Hắn ta đang ở nơi kiểm tra cấp 5 thăng cấp 6 thì nhìn thấy Đường Tuấn. Lúc này Đường Tuấn lộ vẻ suy nghĩ, nhìn dáng vẻ như đụng phải một câu hỏi khó không có cách giải quyết. Mạc Thiên Vấn nhìn thoáng qua đề kiểm tra, khóe miệng không nhịn nổi gợi lên một nụ cười lạnh. Loại này đề bài này ít nhất tôi có thể nghĩ ra 10 loại phương án giải quyết. Hắn ta nhìn Đường Tuấn ở trong sân, trên mặt lộ ra một sự khinh thường, thầm nghĩ, có thể bị loại đề bài này làm khó thì xem ra mình đã đánh giá cao trình độ của anh ta rồi. Hắn ta cố ý đi đến bên cạnh Đường Tuấn hạ giọng nói, loại này đề mục có thể làm khó đại trưởng lão của Độc Cô Cung, thật là buồn cười. Có cần tôi nhắc anh một chút hay không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không đợi Đường Tuấn nhìn mình, hắn ta tiếp tục đi về phía trước giống như tướng quân đánh thắng trận. Đường Tuấn nhìn dáng vẻ của Mạc Thiên Vấn thản nhiên cười. Cấp 7 sao? Không khó là bao. Mạc Thiên Vấn đi vào phòng trong cùng của nơi kiểm tra, nơi này chuyên môn dùng để kiểm tra bác sĩ cấp 1. Lúc này đã có vài người đợi ở đây, trong đó có một hội trưởng hiệp hội bác sĩ Cát Thiên Ấn, cũng chính là thầy của Mạc Thiên Vấn. Về phần những người khác cũng đều là trưởng lão của hiệp hội bác sĩ. Xin chào thầy cùng vài vị trưởng lão. Mạc Thiên Vấn thu hồi tâm trí, cung kính hành lễ. Chỉ sợ đây là lần cuối cùng Mạc Thiên Vấn hành lễ với chúng ta, qua hôm nay, cậu ấy chính là bác sĩ cấp 7, có cùng địa vị với chúng ta, ngoại trừ hội trưởng, chỉ sợ không ai nhận được hành lễ của cậu ấy. Mấy cái trưởng lão thấy vậy thì cười ha ha. Mạc Thiên Vấn cười đáp lại nói, những chỉ dạ của các vị trưởng lão, Thiên Vấn vĩnh viễn nhớ trong lòng. Cát Thiên Ấn cũng đem ánh mắt nhìn về phía đệ tử mà mình coi trọng nhất, ông ta rất hài lòng về Mạc Thiên Vấn. Ông ta lấy ra một tờ giấy, đưa cho Mạc Thiên Vấn nói, Thiên Vấn, đây là đề kiểm tra hôm nay của con. Mạc Thiên Vấn nhận lấy nhìn thoáng qua, sắc mặt tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng. Bởi vì đề kiểm tra này Cát Thiên Ấn không chỉ từng giảng cho hắn ta một lần, hắn ta biết rất rõ. Một tiếng đồng hồ sau, Mạc Thiên Vấn đem đáp án của mình nói trước mặt mọi người. Mấy vị trưởng lão nghe hắn ta trả lời xong, nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đối phương thấy được kinh ngạc và vui mừng. Bọn họ còn chưa có câu trả lời tốt cho đề thi hôm nay như câu trả lời của Mạc Thiên Vấn. Trò giỏi hơn thầy, mấy vị trưởng lão sôi nổi cảm thán. Cát Thiên Ấn cũng cười, vì hôm nay, ông ta ngầm dùng không ít đặc quyền của mình. Cát Thiên Ấn đem một miếng lệnh bài bác sĩ cấp 7 cho Mạc Thiên Vấn đồng thời nói, Thiên Vấn, từ hôm nay trở đi, con chính là một bác sĩ cấp 7 rồi, ở Vạn Thiên Hội phải vì Chu Tước Tinh Vực mà giành được vinh quang. Chương 2482, xem ra thật đúng là nói chúng rồi. Tuy rằng trưởng lão khác cảm thấy như vậy có chút không ổn, nhưng vẫn không nói gì thêm nữa. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một nhân viên của Hiệp hội Bác sĩ xông vào, giọng gấp gáp nói, hội trưởng, các vị trưởng lão, có người thông qua tất cả bài kiểm tra cấp 6, bây giờ chuẩn bị muốn tham gia kiểm tra cấp 7. Cát Thiên Ấn thản nhiên cười, nói, xem ra thật đúng là nói chúng rồi. Trong lòng Mạc Thiên Vấn bỗng nhiên có một loại dự cảm không lành liền hỏi, là ai vậy? Dược Đường, nhân viên của Hiệp hội Bác sĩ nói. Sắc mặt Mạc Thiên Vấn thay đổi đột ngột. Sắc mặt của Cát Thiên Ấn và các trưởng lão cũng khẽ thay đổi, có một trưởng lão do dự nói, Dược Đường. Không phải là vị đại trưởng lão nội cung của Độc Cô Cung sao? Nghe nói anh ta rất trẻ, hơn nữa y thuật cũng vô cùng lợi hại, đã thông qua 6 tầng tháp luyện hồn. Mạc Thiên Vấn cười lạnh một tiếng, nói tháp luyện hồn tháp là kiểm tra của chính Độc Cô Cung, ai biết bọn họ có hay không gian lận. Khi hắn ta nói lời này nghiễm nhiên đã quên mất chuyện đề kiểm tra lần này mình đã được Cát Thiên Ấn giảng cho vài lần. Trưởng lão còn muốn nói tiếp nhưng Cát Thiên Ấn phất tay ngăn cản ông ta nói. Cát Thiên Ấn trầm giọng nói, hôm nay là ngày Thiên Vấn thăng cấp 7, tôi không muốn người khác cướp mất sự nổi bật của cậu ấy. Trưởng lão nói, nhưng mà hội trưởng, anh ta đã báo danh vào cuộc thi bác sĩ cấp 7 rồi, chúng ta không thể không đồng ý mà. Cát Thiên Ấn lấy ra một tờ giấy. Lạnh lùng nói, hiệp hội bác sĩ của tôi luôn luôn công bằng, sẽ không cướp đoạt quyền lợi được tham gia kiểm tra của bất cứ người nào. Đề thi trên tờ giấy này chính là nội dung đề kiểm tra của người đó. Mọi người xem thử một chút, cảm thấy thế nào?
Tên kia trưởng lão kia mở trang giấy ra, mấy trưởng lão khác cũng lại đó nhìn. Chỉ nhìn thoáng qua, vẻ mặt của mấy trưởng lão đó đồng loạt biến đổi, có phẫn nộ, có kinh ngạc, có nghi hoặc. Hội trưởng, như vậy không hay lắm đâu. Đề thi này đề cập đến linh thể tái tố, là đề thi của cuộc thi bác sĩ cấp 8. Đừng nói là anh ta, cho dù là hiệp hội bác sĩ của chúng ta đây, đến nay cũng chưa người nào có thể đưa ra đáp án hoàn chỉnh cả. Một vị trưởng lão trầm giọng nói. Lấy đề thi của cuộc thi bác sĩ cấp 8 ra để kiểm tra bác sĩ cấp 7, thật giống như lấy đề toàn cao cấp ra cho học sinh tiểu học vậy, hoàn toàn mất đi cái gọi là tính công bằng trong cuộc thi. Mà Cát Thiên Ấn lấy ra đề thi này, ngay cả ông ta cũng không thể giải đáp. Cát Thiên Ấn nói, nếu anh ta có thể cho ra đáp án, vậy tôi sẽ ngay lập tức đưa cho anh ta lệnh bài của bác sĩ cấp 8, như vậy là được rồi chứ. Nếu anh ta đã là đại trưởng lão được chấp nhận đặc cách của Độc Cô Cung, vậy thì thiết nghĩ bản lĩnh sẽ không thể kém được. Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong lòng có chút không hài lòng với cách làm của Cát Thiên Ấn. Được rồi, Cát Thiên Ấn dù sao cũng là hội trưởng của Hiệp hội Bác sĩ, mấy vị trưởng lão kia cũng không muốn đắc tội với ông ta chỉ vì một người ngoài. Vậy để anh ta vào đi, tôi cũng muốn xem thử vài phần bản lĩnh của vị đại trưởng lão của Độc Cô Cung này. Cát Thiên Ấn một lần nữa ngồi ở trên vị trí trung tâm, lạnh lùng nói. Rất nhanh sau đó, Đường Tuấn đã được nhân viên công tác ở Hiệp hội Bác sĩ dẫn tới. Chương 2483, đương nhiên phải làm. Cát Thiên Ấn ngồi ở vị trí trung tâm, những trưởng lão khác thì ngồi ở hai bên. Mà Mạc Thiên Vấn thì đứng ở bên cạnh của Cát Thiên Ấn, giống như là đang khoe khoang với Đường Tuấn, anh ta cố ý để lộ lệnh bài bác sĩ cấp 7 đang treo ở bên hông ra. Cậu là đại trưởng lão của Độc Cô Cung, Dược Đường. Cát Thiên Ấn nhìn Đường Tuấn, trầm giọng hỏi. Loại ánh mắt ấy như đang dò xét một người phàm vậy. Đường Tuấn gật đầu, hắn lấy ra lệnh bài của Độc Cô Cung, Cát Thiên Ấn lại xua xua tay, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, nói, đồ vật như thế này không có tác dụng gì ở chỗ tôi. Cậu muốn kiểm tra bác sĩ cấp 7, vẫn nên lấy bản lĩnh ra đây. Ông ta lấy tờ giấy trước đó đã cho các trưởng lão khác xem đưa cho Đường Tuấn, nói, đây là đề thi của cậu, hoàn thành nó, cậu sẽ có thể đạt được chứng nhận bác sĩ cấp 7. Đường Tuấn tiếp nhận tờ giấy, liếc mắt nhìn thoáng qua, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Về cuộc thi bác sĩ cấp 7, anh tất nhiên đã từng nghe qua một chút, đối với khó khăn ở trong cuộc thi đó, trong lòng anh đã có những suy đoán đại khái. Nhưng hiện tại khi trong tay anh có được đề thi rồi, mức độ khó rõ ràng đã vượt qua cấp 7. Thậm chí có thể nói là đã bước vào phạm trù của kiểm tra cấp 8. Nhìn thấy vẻ mặt của Đường Tuấn, trên mặt Mạc Thiên Vấn lộ ra ý cười hờ hững. Đối với tôi, cậu còn non và xanh lắm. Sau đó Cát Thiên Ấn cũng thờ ơ mà nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ cậu có nghi vấn gì đó đối với đề thi này sao? Trong lòng mấy trưởng lão ngồi đó đều thở dài ngao ngán, có chút không đành lòng tiếp tục nhìn Đường Tuấn. Bảo vệ học trò thì không có sai. Nhưng bênh vực người mình đến mức như Cát Thiên Ấn đang làm kia, thậm chí sử dụng thủ đoạn bỉ ổi như thế, vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Mà hết thảy những chuyện này, cũng chỉ là vì không muốn Đường Tuấn đoạt mất sự nổi bật và ánh sáng khi đạt được thành tựu cấp 7 của Mạc Thiên Vấn mà thôi. Đường Tuấn nói, chỉ là cảm thấy đề thi lần này hình như có chút khó hơn. Cát Thiên Ấn cười nhạo, nói, nếu cảm thấy khó, vậy chỉ có thể chứng minh rằng tu vi y thuật của cậu không đủ. Ông ta chỉ vào Mạc Thiên Vấn, ngạo nghễ nói, Thiên Vấn nó mới vừa thông qua cuộc thi bác sĩ cấp 7, nó vậy mà không cảm thấy khó. Sắc mặt của Đường Tuấn khẽ biến đổi, nói kiểm tra vừa rồi của anh ta cũng là đề thi này. Nếu như là cùng một đề thi mà nói, vậy có lẽ là anh đã thật sự xem thường Mạc Thiên Vấn. Vẻ mặt của Cát Thiên Ấn rõ ràng trở nên cứng đờ, xua tay nói, cũng không phải cùng một đề thi, nhưng độ khó không kém bao nhiêu. Ông ta nói xong, vẻ mặt của mấy trưởng lão ngồi bên cạnh đều trở nên kỳ lạ. Đề kiểm tra của Mạc Thiên Vấn kia mà nói nhiều nhất thì cũng chỉ có thể tính là trình độ trung bình của thất phẩm hạ giai mà thôi, mà đề thi trong tay Đường Tuấn đã đạt tới cấp 8 rồi. Hai đề thi này hơn kém nhau hắn một cấp bác, ở trong miệng Cát Thiên Ấn lại nói độ khó cũng xấp xỉ, quả thực là trợn mắt nói dối. Cát Thiên Ấn tựa hồ cũng cảm giác được sự biến hóa trong vẻ mặt của các trưởng lão. Quát lên, cậu hỏi nhiều như vậy làm gì? Nếu cảm thấy không làm được, cũng đừng ở chỗ này lãng phí thời gian của chúng tôi. Đường Tuấn thấy thế, trong lòng cũng đoán được một ít mờ ám. Anh nhìn đề thi trong tay,
khóe miệng bỗng nhiên cong lên thành một nụ cười, nói, đương nhiên phải làm. Trên tờ giấy trong tay anh có viết, linh căn bị hao tổn, chữa trị như thế nào? Chương 2484, xảy ra chuyện lớn. Thứ gọi là linh căn, chính là nơi có linh thể khác hẳn với những tu sĩ bình thường, hoặc có thể nói là điểm quan trọng nhất để linh thể có thể coi là linh thể. Linh căn một khi bị hao tổn, linh thể sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại, thậm chí còn không bằng so với tu sĩ bình thường. Mà chữa trị linh căn là công tác hàng đầu của bác sĩ. Chỉ là chữa trị linh căn rất khó khăn, không hề ít có khó khăn hơn việc biến một ngụy linh căn trở thành một linh căn chân chính, ít nhất ở trong phần lớn các bác sĩ cấp 7 ở tinh vực Chu Tước mà nói, Đường Tuấn chưa từng nghe nói có ai từng làm được. Nhưng có giấy bút không? Đường Tuấn hỏi. Ánh mắt của Cát Thiên Ấn quét một cái, lập tức có người đưa giấy bút lên. Đường Tuấn lập tức đặt lên bàn viết nhanh, đắm chìm ở bên trong việc giải đề. Nhìn động tác của Đường Tuấn, trái tim hèn hạ của Mạc Thiên Vấn đột nhiên nhảy dựng. Thằng cha này sẽ không thật sự có thể làm ra đáp án chứ? Cát Thiên Ấn chú ý tới vẻ mặt của Mạc Thiên Vấn, truyền âm nói, yên tâm đi Thiên Vấn, đề thi này ngay cả ta và lão quỷ Đan Thanh cũng không thể giải ra được, khả năng cậu ta có thể giải ra là cực kỳ thấp. Vẻ mặt của Mạc Thiên Vấn lúc này mới hòa hoãn lại một chút. Không gian bên trong phòng bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía Đường Tuấn đang múa bút thành văn ở dưới kia. Anh ta có lẽ thật sự có thể có đáp án chăng? Vài vị trưởng lão trong hiệp hội vốn dĩ không ôm bất cứ sự tin tưởng gì dành cho Đường Tuấn, trong lòng lúc này bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ như vậy. Mà cùng lúc đó, ở trong rừng bia ở phía tây thành dịch, trưởng lão thủ bia bị những gì xảy ra trước mắt làm cho chấn động. Chỉ thấy bắt đầu từ chỗ sâu nhất trong rừng bia, từng luồng ánh sáng liên tiếp phát ra từ những tấm bia, tựa như từng vì sao trời được thắp sáng. Trưởng lão thủ bia giật mình tại chỗ, trong mắt tràn đầy thần sắc không dám tin tưởng, lẩm bẩm nói, chuyện này, sao có thể? Từng luồng ánh sáng kia đại biểu cho suy nghĩ và hồn thiêng của những người để lại trong bia đá, mà hiện tại tất cả những thứ vốn tồn tại và ngủ sâu trong những tấm bia đá này đều bị đánh thức. Ông ấy có thể nhìn thấy những ánh sáng đó như những quân bài domino vậy, bắt đầu từ chỗ sâu nhất bên trong rừng bia truyền ra bên ngoài. Tựa hồ, những hồn thiêng ngủ say trong những tấm bia đá kia đều đã bị đánh thức. Xảy ra chuyện lớn, lão già thủ bia lẩm bẩm. Hiệp hội bác sĩ, nơi diễn ra cuộc thi bác sĩ cấp 7. Đường Tuấn viết xong một chữ cuối cùng, đặt bút lên mặt bàn, đứng dậy nói, ta trả lời xong rồi. Chương 2485. Mấy vị trưởng lão còn lại thấy thế, dự cảm trong lòng càng thêm mãnh liệt. Bọn họ dường như là không còn kiên nhẫn, lập tức đứng dậy, đi đến bên cạnh Cát Thiên Ấn, đặt tầm mắt lên trên tờ giấy kia. Cũng giống như Cát Thiên Ấn, bọn họ mới chỉ nhìn thoáng qua thôi, thân thể đã cứng đờ, ánh mắt không ngừng chớp động, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Không có khả năng. Cát Thiên Ấn đầu tiên là nhìn qua một lượt. Ông ta ngẩng đầu đôi mắt nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn, nói cậu không thể nào cho ra đáp án như thế được, chắc chắn là gian lận. Gian lận. Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, nói, vậy hội trưởng ông có thể lấy đáp án ra đây cho tôi xem một chút được không? Cát Thiên Ấn nghẹn lời. Cái đề thi này được đặt ở trong hiệp hội bác sĩ không biết đã bao nhiêu năm, nhưng đến nay không ai có thể giải đáp được nó, ở đâu mà có đáp án chứ? Đường Tuấn nói tiếp, trong cuộc thi bác sĩ cấp 7. Hội trưởng Cát lại lấy đề thi của cuộc thi bác sĩ cấp 8 ra sử dụng, thật cho rằng Dược Đường tôi rất dễ bắt nạt hay sao? Cát Thiên Ấn tức giận đến nỗi sắc mặt cũng trở nên xanh mét, nhưng cuối cùng lại vẫn không thể thốt lên một câu nào. Lúc này mấy vị trưởng lão khác cũng đã xem xong đáp án, bọn họ vẫn cứ không thể tin được, không nhịn được mà hỏi, đây thật sự là đáp án do cậu giải ra sao? Tuy rằng bọn họ không biết đáp án, nhưng đáp án của Đường Tuấn không hề giống với những phương pháp mà bọn họ từng thử qua. Bọn họ có một loại dự cảm, phương án của Đường Tuấn rất có thể là đúng. Đường Tuấn lắc đầu nói, tôi đã từng đến rừng bia. Mấy vị trưởng lão đồng loạt lộ sắc mặt bừng tỉnh đại ngộ, nói, thảo nào tôi thấy một số chỗ trong đáp án của cậu quen mắt đến thế, thì ra là hấp thụ ánh sáng trí tuệ của những nhà hiền triết đã khuất. Anh nói dối. Mạc Thiên Vấn bỗng nhiên hét lớn, anh ở trong rừng bia đợi 3 ngày, nhưng đến lúc rời đi vẫn không thể đánh thức được bất cứ một hồn thiêng nào. Nhưng mà thanh âm của anh ta vừa dứt, lệnh bài truyền tin của một trong số những trưởng lão ở đó bỗng nhiên sáng lên, một thanh âm dồn dập chất truyền ra từ trong đó, trưởng lão Phương, không hay rồi.
rừng bia xuất hiện hiện tượng kỳ lạ trăm bia cùng sáng. Mấy ngày gần đây có người đợi ở trong rừng bia 3 ngày, xem xét toàn bộ rừng bia, tôi hoài nghi là cậu ấy đã đánh thức các hồn thiêng bên trong những tấm bia. Người này có thiên phú làm bác sĩ vạn năm mới gặp một người, nhất định phải thu nhận cậu ấy vào trong hiệp hội bác sĩ của chúng ta. Chủ nhân của giọng nói kia đúng là trưởng lão thủ bia. Trưởng lão thủ bia mới vừa dứt lời, không gian bên trong phòng lập tức trở nên tĩnh mịch, mọi người đồng loạt nhìn về phía Đường Tuấn, ánh mắt vô cùng chấn động. Xem xét tê toàn bộ rừng bia, trăm bia cùng sáng. Làm sao vậy? Trưởng lão thủ bia thấy không ai đáp lại, đột nhiên hỏi một câu. Trưởng lão Phương đáp, ông canh chừng bên ngoài rừng bia, không được để cho bất cứ ai tiến vào. Chương 2486. Sau khi nói xong thì kết thúc truyền tin. Đôi tay của Mạc Thiên Vấn siết chặt lại với nhau, đôi mắt gắt gao mà nhìn Đường Tuấn. Không có khả năng, thằng nhãi này sao có thể làm cho trăm bia cùng sáng được. Trưởng lão dược y thuật cao minh, tôi thật bội phục. Mấy vị trưởng lão thở dài. Lần này ngay cả các thiên ấn cũng không nói chuyện nữa, có thể đưa ra một đáp án gần như là hoàn mỹ, hơn nữa còn có thể làm trăm bia cùng sáng, thiên phú cỡ này quả thực đáng sợ. Mạc Thiên Vấn so với cậu ta, chẳng qua cũng chỉ là cọng bún mềm với sức chiến đấu bằng năm mà thôi. Ánh mắt của Mạc Thiên Vấn chớp động, nói, thưa thầy, các vị trưởng lão, con có nghi vấn. Cát Thiên Ấn và các vị trưởng lão nhìn về phía anh ta, Mạc Thiên Vấn lạnh lùng nói, Dược Đường quả thực đã đưa đáp án, nhưng chính là bởi vì không có đáp án tiêu chuẩn, cho nên ai có thể đảm bảo rằng đáp án của anh ta là chính xác chứ? Con cảm thấy vẫn nên để cho anh ta tiến hành thực nghiệm một chút trước mặt tất cả mọi người. Nếu như thật sự có thể chữa trị được triệu chứng của việc hao tổn linh căn, vậy con đây sẽ công nhận đáp án của anh ta. Trên mặt mấy vị trưởng lão đồng loạt lộ ra thần sắc phẫn nộ, cho dù là đáp án này có thật sự hoàn thiện hay không, nhưng Đường Tuấn có thể đi trước những người ở đây, đưa ra được một phương án như vậy, cũng đã rất ghê gớm rồi, chắc chắn là có tư cách của một bác sĩ cấp 7. Còn về việc ứng dụng cụ thể vào thực tế, cho dù là phương án có chính xác, cũng không thể nói nên rằng sẽ thành công ngay trong lần đầu tiên. Đề nghị này của Mạc Thiên Vấn vốn chỉ là do anh ta muốn ngược người khác mà thôi. Cát Thiên Ấn lại cười nói, đề nghị của Thiên Vấn không phải không có lý. Trưởng lão Dược, cậu hẳn là không ngại thử một lần đi, đương nhiên, nếu cậu thất bại mà nói, vậy lệnh bài bác sĩ cấp 7 của Hiệp hội bác sĩ chúng tôi cũng không có cách nào trao cho cậu được. Đường Tuấn cười nói, tôi cũng đang có ý định muốn thử một lần. Cát Thiên Ấn vỗ tay, nói, vậy là được rồi. Hiệp hội bác sĩ của chúng tôi có không ít bệnh nhân bị hao tổn linh căn, tôi gọi bọn họ lên đây, trưởng lão Dược lựa chọn một trong số những người đó là được. Ở trong một căn phòng của hiệp hội bác sĩ, một thiếu niên có khuôn mặt kiên nghị đang nhắm hai mắt lại ngồi xếp bằng trên mặt đất, cậu ta không ngừng thôi thúc công pháp, khuôn mặt căng phồng đến mức đỏ bừng, lại chỉ có thể cảm ứng được một dòng khí cực kỳ nhỏ nhoi chui vào trong cơ thể. Qua thật lâu sau, cậu ta mới mở to mắt, khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ. Lẩm bẩm, trời cao khiến cho mình sinh ra là một tàn linh thể, rốt cuộc là bất hạnh hay là may mắn. Cậu ta tên là Ngụy Đào, vừa sinh ra đã là không linh thể, đáng tiếc lại là một tàn linh thể bị hao tổn linh căn. Tàn linh thể muốn tu hành thì càng thêm gian nan hơn so với tu sĩ bình thường, nếu không phải cậu ta chủ động gia nhập vào hiệp hội bác sĩ, cam tâm tình nguyện trở thành các tàn linh thể cho các bác sĩ ở đây làm thực nghiệm, có lẽ hiện tại hôm ta đã chết ngáp ở trong một cái xó sinh cậu nào đó rồi. Nhưng mặc dù là như vậy, tu vi của cậu ta vẫn rất thấp, miễn cưỡng chỉ đạt được cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, hơn nữa còn chưa hoàn toàn bước vào cảnh giới. Nếu mình là một không linh thể hoàn chỉnh, Ngụy Đào thỉnh thoảng cũng sẽ có những ảo tưởng bản thân cậu ta là một không linh thể hoàn chỉnh, vậy sẽ là tình huống như thế nào? Chỉ là ảo tưởng mãi mãi cũng chỉ là ảo tưởng, cậu ta trở thành tàn linh căn thực nghiệm cho Hiệp hội Bác sĩ đã gần cả trăm năm rồi. Nhưng linh thể bị hao tổn vẫn không có bất cứ biện pháp gì để giải quyết như cũ. Trong hiệp hội có không ít những tàn linh thể giống như cậu ta, đã sớm đã từ bỏ, nhận lấy vận mệnh của bản thân. Chương 2487. Nhưng trong lòng của Ngụy Đào vẫn cứ không cam lòng, cho nên cậu ta mới kiên trì tu luyện. Ngụy Đào, đến khu diễn ra cuộc thi bác sĩ cấp 7 đi. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên ở trong đầu Ngụy Đào. Ngụy Đào vội vàng đồng ý. Cậu ta đẩy cửa ra, vừa lúc có người đi ngang qua cậu ta. Ngụy Đào, cậu cũng nhận được mệnh lệnh rồi à? Người đàn ông nói chuyện với Ngụy Đào, một thanh niên có ánh mắt cực kỳ độc ác nham hiểm. Người đàn ông thanh niên tên là Mặc Tinh, là một tam âm linh thể bị hao tổn linh căn.
chỉ là khác với Ngụy Đào, Mạc Tinh đã sớm từ bỏ việc tu luyện, một lòng trầm mê với hưởng thụ. Hai người đi đến sảnh nơi diễn ra cuộc thi. Cảm ứng được khí huyết của Ngụy Đào có sự di động, Mạc Tinh hỏi, "Ngụy Đào, cậu lại tu luyện?" Ngụy Đào nhẹ nhàng gật đầu. Mạc Tinh cười khẩy nói, "Cậu liều mạng tu luyện cũng có ích lợi gì đâu. Những tàn linh thể bẩm sinh như chúng ta đây, vận mệnh cũng đã chú định. Cho dù cậu có liều mạng mà phản kháng thì cũng có thay đổi được điều gì. Cậu liều mạng tu luyện, tu vi không phải cũng chỉ giống như tôi thôi sao, chỉ đến cảnh giới Nguyên Anh thôi." Nắm tay của Ngụy Đào siết chặt, nói, "Tôi và anh không giống nhau." Mạc Tinh lạnh lùng nói, "Vậy cậu cứ ngu ngốc mà ảo tưởng đi, rồi sẽ có một ngày cậu phải chấp nhận số mệnh mà thôi." Ngụy Đào, Mạc Tinh cùng với vài người có tàn linh thể tới sảnh nơi diễn ra cuộc thi bác sĩ cấp 7. Ngụy Đào mới đi vào thì đã nhìn thấy hội trưởng cùng vài vị trưởng lão, còn có tiểu công gia Mạc Thiên Vấn ngày thường cao cao tại thượng, bản thân chỉ có thể ngước nhìn mà hâm mộ. Ngoại trừ những người đó ra, cậu ta còn thấy được một người đàn ông đang đứng ở bên dưới đám người hội trưởng nữa. Cậu ta có thể cảm nhận được không khí bên trong phòng có chút kỳ lạ. Nhìn thấy một đám tàn linh thể đều đã tới rồi, khóe miệng Mạc Thiên Vấn gợi lên một nụ cười khinh thường, nói, "Hôm nay gọi mấy người tới đây, là có một việc muốn nhờ mấy người hỗ trợ." Trong lòng Ngụy Đào, Mạc Tinh và mấy người tàn linh thể khác lột bột một chút. Mạc Thiên Vấn chỉ vào Đường Tuấn, nói, "Vị này chính là bác sĩ dược người tham gia kiểm tra ngày hôm nay, anh ta đưa ra một phương pháp có thể chữa trị cho người bị hao tổn linh căn." Mạc Thiên Vấn nói xong, trên mặt của đám người Ngụy Đào đồng loạt lộ ra vẻ vui mừng, ngay cả ánh mắt Mạc Tinh cũng rực sáng lên. Tuy rằng ngoài miệng nói từ bỏ, nhưng trong tận sâu đáy lòng của bọn hắn vẫn không cam lòng. Nhìn vẻ mặt của mọi người, Mạc Thiên Vấn trầm giọng nói, "Thế nhưng phương án này của bác sĩ dược cũng vừa mới được nói ra vào ngày hôm nay, khác biệt hoàn toàn so với những phương án trong quá khứ, chúng tôi không biết có được hay không. Cho nên chúng mới mời mấy người tới đây, chính là muốn thử phương án này trên người mấy người một chút. Trước đó thì phải nói rõ ràng, phương án này so với những phương án trước đây của Hiệp hội Bác sĩ chúng tôi không giống nhau ở bất cứ một điểm nào, cho nên nhất định sẽ tồn tại tính nguy hiểm. Nếu mấy người có xảy ra bất cứ chuyện gì, chúng tôi sẽ chăm sóc người nhà của mấy người dựa theo hợp đồng đã ký." Đám người Mạc Tinh nghe thấy vậy, vui mừng trên mặt ngay tức khắc được thu liễm lại. Dựa theo cách nói của Mai Thiên Văn, lần thực nghiệm này vậy mà lại tồn tại khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Những nghiệm trong quá khứ tuy rằng thống khổ, nhưng vẫn sẽ không tử vong. Mạc Tinh đột nhiên hỏi một câu, "Tiểu công gia, lần thực nghiệm này là tự nguyện phải không?" Chương 2488. Mạc Thiên Vấn dường như đang chờ bọn họ hỏi cái này, anh ta cười nói, "Đương nhiên là tự nguyện, Hiệp hội Bác sĩ của chúng tôi cũng sẽ không cưỡng chế mấy người tham gia bất cứ một thực nghiệm nào. Đương nhiên, nếu mấy người không có một ai đồng ý tham gia thực nghiệm này, vậy bài thi của bác sĩ dược cũng chỉ có thể xem là thất bại." Mạc Tinh không chút do dự mà nói, "Tôi rời khỏi." Những người khác cũng sôi nổi nói, "Tôi rời khỏi." Tính mạng của bản thân vẫn là quan trọng nhất, còn cái tên bác sĩ dược chó mà gì gì kia có thể thông qua cuộc thi này hay không thì có liên quan gì đến bọn họ chứ? Nhìn thấy mọi người liên tục rời khỏi, nụ cười tươi rói của Mạc Thiên Vấn càng thêm sán lạn. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có duy nhất một mình Ngụy Đào vẫn đang do dự. "Ngụy Đào, cậu còn đang suy nghĩ cái gì? Cậu không nghe thấy tiểu công gia nói cái thực nghiệm này rất nguy hiểm hay sao? Kẻ ngu đần họ Đào kia, cậu không phải là muốn tham gia đấy chứ?" Đám người Mạc Tinh thấp giọng nói. Ngụy Đào ánh mắt bỗng nhiên nhìn về bác sĩ dược đang đứng giữa sảnh mà không nói một lời nào kia. Cậu ta hỏi, "Xin hỏi bác sĩ dược, nếu thực nghiệm thất bại, tôi có thể sẽ chết hay không?" Đường Tuấn hỏi ngược lại, "Sẽ tệ hơn so với tình huống hiện tại của cậu sao?" Ngụy Đào ngẩn ra. "Nếu có kiếp sau, xin hãy để tôi làm người bình thường," Ngụy Đào cầu nguyện với trời cao ở trong lòng. Cậu ấy đi đến trước mặt vị bác sĩ dược kia, nói, "Tôi tiếp nhận phương án trị liệu của bác sĩ dược." Sắc mặt của Mạc Thiên Vấn trở nên âm trầm, mang theo giọng điệu uy hiếp mà nói, "Ngụy Đào, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Phương pháp này là một phương án mới, cậu bất cứ lúc nào cũng có khả năng chết đi." Anh ta vốn dĩ là muốn để cho tất cả những người sở hữu tàn linh thể từ chối phương án trị liệu của Đường Tuấn, nhưng không ngờ tới đến cuối cùng lại xuất hiện một Ngụy Đào. Ngụy Đào lại trực tiếp làm lơ lời của Mạc Thiên Vấn, nói với Đường Tuấn, "Bác sĩ dược, xin hãy bắt đầu đi." Trong lòng của Mạc Thiên Vấn âm thầm hận, "Nếu như mày không chết ở trong tay của dược đường, tao cũng sẽ tự tay hành mày cho đến chết."
Đường Tuấn cũng trực tiếp làm lơ Mạc Thiên Vấn, chuyên tâm nhìn Ngụy Đào. Vậy mà lại là không linh thể hiếm gặp, trong lòng Đường Tuấn vừa động. Tuy rằng bởi vì liên quan đến lời nguyền thần bí, khiến cho khu trung ương của Ngân Hà rất khó có thể sinh ra một linh thể hoàn chỉnh, nhưng tàn linh thể vẫn có không ít, không linh thể nếu như có thể hoàn chỉnh mà nói, sẽ còn phải mạnh hơn 2 tầng so với hỏa linh thể, dường như có thể so sánh với thần thể Chu Tước. Tạm thời áp tất cả những suy tư kia xuống, Đường Tuấn bắt đầu ra tay trị liệu cho Ngụy Đào. Bàn tay của anh vỗ nhẹ lên thân thể của Ngụy Đào, động tác nhẹ nhàng mà nhanh chóng, tựa như đàn bướm tung cánh ở trên bụi hoa xuân, lại giống như cành liễu lắc lư nhẹ trong gió. Đây là thủ pháp rối loạn lung tung gì vậy? Mạc Thiên Vấn khinh thường mà nói. Im miệng, một thanh âm quát lên. Người nói chuyện vậy mà lại là Cát Thiên Ấn. Chương 2489. Mạc Thiên Vấn nhìn qua ông ta, chỉ thấy vẻ mặt của Cát Thiên Ấn lúc này trở nên cực kỳ nghiêm túc, đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm Đường Tuấn. Còn về những trưởng lão khác, cũng đang đồng loạt chăm chút mà nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn, chỉ sợ bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nào. Một lát sau lúc sau, mấy vị trưởng lão mới phục hồi tinh thần lại, nặng nề mà thở dài, có người buồn bã mà nói, nếu như tôi không nhận sai mà nói, đây hẳn là Liễu Điệp Phách Huyệt Pháp đi. Là Liễu Điệp Phách Huyệt Pháp không sai. Không ngờ tới vào lúc tôi còn sống lại có thể lại một lần nữa nhìn thấy Liễu Điệp Phách Huyệt Pháp trong truyền thuyết này. Có một trưởng lão lệ rơi như mưa nức nở nói. Liễu Điệp Phách Huyệt Pháp, Mạc Thiên Vấn nghi hoặc khó hiểu. Cát Thiên Ấn lúc này cũng thu hồi tầm mắt, thấp giọng giải thích mà nói, Liễu Điệp Phách Huyệt Pháp là Phách Huyệt Pháp đã sớm thất truyền ở trong Hiệp hội Bác sĩ, nghe nói Phách Huyệt Pháp này có thể thay đổi cơ hội sống trở nên tươi mới, khiến cây khô cũng có thể gặp được mùa xuân. Loại pháp này được là một trong 3 thủ pháp lợi hại nhất của giới y thuật trước đây, là do hội trưởng Nhậm, hội trưởng thứ 73 của Hiệp hội Bác sĩ sáng chế ra, chỉ là sau khi ông ấy chết đi, Liễu Điệp Phách Huyệt Pháp đã không còn ai có thể học được nữa. Mạc Thiên Vấn khó hiểu nói, vậy sao anh ta có thể học được chứ? Cát Thiên Ấn nói, dừng bia, cậu ta hắn là đã học được thủ pháp Phách Huyệt Pháp này ở đó. Vậy có lẽ là hội trưởng Nhậm đã để lại Liễu Điệp Phách Huyệt Pháp này ở bia đá trong rừng bia chăng? Ông ấy thở dài, nói Thiên Vấn, ta để con đến rừng bia nhiều một chút, đó là muốn để cho con có thể tiếp thu được thêm càng nhiều thứ. Đáng tiếc trong lòng con bị quá nhiều lợi ích và kết quả chi phối, trái tim không thể tĩnh lặng được. Mạc Thiên Vấn đột nhiên cắn chặt răng, trong lòng oán hận nói, cho dù anh học xong Liễu Điệp Phách Huyệt Pháp cũng không có gì ghê gớm. Không ai lại đi quan tâm đến cảm xúc của Mạc Thiên Vấn nữa. Tiếp đó cho dù là Cát Thiên Ấn hay là mấy vị trưởng lão cũng đều bị thủ đoạn mà Đường Tuấn sử dụng hấp dẫn. 18 loại linh lực xoay chuyển. Bí pháp giải hồn. Thần quang luyện tủy. Đủ loại bí pháp thất truyền của Hiệp hội Bác sĩ đều được thi triển ở trong tay của Đường Tuấn. Mỗi một loại bí pháp đều đủ để đánh đồng với Liễu Điệp Phách Huyệt Pháp. 36 loại bí pháp. Chờ Đường Tuấn kết thúc bộ phận cuối cùng, có một trưởng lão nói. Tôi nhìn ra 54 loại bí pháp. Lại có một vị trưởng lão khác nói. Tu vi ở trên y thuật của những vị trưởng lão ở đây không giống nhau, cho nên số lượng nhìn thấy ở trên thủ pháp của Đường Tuấn tất nhiên cũng không giống nhau. Cuối cùng vị cái trưởng lão đều nhìn về phía Cát Thiên Ấn. Ở trong những người ở đây, không thể nghi ngờ tu vi y thuật của Cát Thiên Ấn là cao nhất, ông ta có lẽ có thể nhìn ra được toàn bộ. Cát Thiên Ấn do dự trong thời gian 10 hơi thở, lúc này mới dùng một loại ngữ khí không xác định mà nói, có lẽ là 70 loại. Trong đó có 40 loại là đã thất truyền. Sắc mặt của mấy vị trưởng lão lại lần nữa biến đổi, ngay cả Cát Thiên Ấn cũng không thể xác định Đường Tuấn rốt cuộc là dùng bao nhiêu loại thủ pháp hay sao. Giờ khắc này, bọn họ không còn một chút hoài nghi nào đối với y thuật của Đường Tuấn nào nữa. Chương 2490, một không linh thể hoàn hảo. Chỉ là, như vậy thật sự có thể trị liệu được cho tàn linh thể hay sao? Bọn họ nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn. Tâm thần đều khẩn trương tới mức cực điểm. Ở dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Đường Tuấn chậm rãi thu hồi tay lại, kết thúc đợt trị liệu đối với Ngụy Đào. Sao rồi, ngay cả Cát Thiên Ấn cũng không nhịn được mà hỏi. Nếu như Đường Tuấn thành công, vậy bọn họ đã tương đương với việc nhìn thấy một kỳ tích xảy ra rồi. Đường Tuấn nhắm mắt lại, không đi trả lời bọn họ. Anh thật sự quá mỏi mệt, cần thiết phải nhanh chóng nghỉ ngơi một chút. Vốn dĩ lấy y thuật của anh, muốn chữa khỏi di chứng tàn linh thể cho Ngụy Đào cần phải dùng đến công sức mấy lần. Nhưng lần này anh đã học được rất nhiều bí pháp từ những tấm bia trong rừng bia kia, giảm bớt được rất nhiều thời gian, nhưng đối thể xác và tinh thần của anh cũng đã đồng thời nếu hao thật lớn.
Cát Thiên Ân nói anh dùng 70 loại bí pháp đã rất gần rồi, nói đúng ra anh đã dùng 73 loại bí pháp. Giả thần giả quỷ, nhất định không để chị khỏi. Mạc Thiên Vân cười lạnh nói. Nhưng mà lời của anh ta vừa mới dứt, một cỗ hơi thở hư vô đã phát ra từ trên người của Ngụy Đào. Thân thể của Ngụy Đào biến thành bán trong suốt, giống như đã đồng nhất cùng với không gian này, đồng thời trên người hơi thở trên người cậu ta bắt đầu dâng lên. Tu Vi vốn dĩ đang ở cảnh giới Nguyên Anh chỉ trong thời gian một cái hô hấp mà đã tiến vào cảnh giới Hóa Thần, cuối cùng dừng lại ở cảnh giới Hóa Thần Trung Kỳ. Đám người Cát Thiên Ấn dùng tinh thần lực để cảm ứng, vậy mà lại không cảm ứng được sự tồn tại của Ngụy Đào. Một không linh thể hoàn hảo, Cát Thiên Ấn cùng với những người trưởng lão khác đồng thời cất tiếng. Về phần bản thân Ngụy Đào, vẫn đang thất thần, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại thần ý. Chẳng qua là cậu ta có thể cảm nhận được ma lực trong cơ thể so với lúc trước còn lớn hơn gấp 10 lần, thân thể và hư không có một loại liên kết chặt chẽ. Mạc Tinh và những đám người khác đang đợi xem trò đùa của Ngụy Đào, nhưng lúc này họ lại không thể nào cười nổi. Lựa chọn này, ngay tức khắc trời đất khác biệt. Trong lòng bọn họ bây giờ, chỉ còn lại cảm giác hối hận vô cùng. Mạc Thiên Vân sững sờ tại chỗ, trong mắt tràn đầy sự khả nghi. Cậu ta thật sự là có thể chữa lành được thể hồn đã bị phế sao? Đường Tuấn được nghỉ ngơi nửa canh giờ, trong khoảng thời gian lúc này, không ai dám quấy rầy anh. Lúc anh tỉnh dậy một lần nữa, Ngụy Đào thở ra một tiếng quỳ xuống, nói, đa tạ sự giúp đỡ của Đường tiên sinh. Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, anh nhìn về phía Cát Thiên Ấn, nói trưởng lão Cát, như vậy có được tính là thông qua sát hạch này không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2490.